Sáng nay, tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động phong trào học ngoại ngữ trong trường học nhằm phát triển năng lực học ngoại ngữ cho học sinh và chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Với phong trào này, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tất cả các giáo viên, học sinh nỗ lực để xây dựng môi trường dạy và học nhằm cải thiện trình độ ngoại ngữ nói chung và trình độ tiếng Anh nói riêng. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học 2019-2020, các trường sẽ tăng cường đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền cho giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ, sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi thông tin. Để tiếp tục thực hiện cái lộ trình dạy tiếng ngoại ngữ trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như là hưởng ứng cái phong trào dạy học ngoại ngữ, trong cái việc thực hiện dạy ngoại ngữ thì phải cố gắng là để các em nó thành thục cả bốn cái kỹ năng. Giáo viên dạy ngoại ngữ phải được tiếp cận với các chứng chỉ chuẩn của quốc tế. Năm học này thì chúng tôi mở thêm câu lạc bộ tiếng Anh vui nhộn và club GST Talk để các bạn học sinh có được những cái cơ hội để phát triển năng lực tiếng Anh của mình. Ngoài việc sử dụng tiếng Anh ở trên lớp với các em học sinh thì các thầy cô giáo sẽ sử dụng tiếng Anh ở bên ngoài lớp học, trong nhà trường và mọi lúc mọi nơi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường tích cực thực hiện phong trào học ngoại ngữ trong trường học thông qua việc tiến hành lồng ghép và tích hợp nội dung học tiếng Anh vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được ban hành và hiện nay thì các tài liệu sách giáo khoa cũng đang từng bước để thẩm định và đưa vào sử dụng chính thức cho lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020-2021. Thì trong các cái nội dung môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới đấy thì có nội dung tăng cường về dạy ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh và các cái ngoại ngữ khác. Thì cái hoạt động phát động phong trào dạy và học tiếng Anh rồi ngoại ngữ trong các trường có ý nghĩa rất là thiết thực để nâng cao cái nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục các nhà trường, rồi giáo viên, rồi các em học sinh, rồi cũng như là phụ huynh và cộng đồng xã hội về cái trách nhiệm cũng như là những cái hoạt động tới đây để tham gia vào cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Cũng trong sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng thời tổ chức lễ phát động phong trào học ngoại ngữ tại các tỉnh Nghệ An và Hà Nội để lan tỏa các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trên toàn quốc thành công.